Shop nhao.vn Clickbank giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopbanhao.vn. shopbanhao.vn. Ok, xin chào mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Voka Kaka. À, con tướng này thì mình thấy rất là nhiều bạn gọi nó là gọi là Voka hay là Vokat gì nhỉ? Nói chung là đây là mình gọi nó là vị tướng vodka nha. Mình thích đọc thế nào thì nó là như vậy đi ha, cho nó dễ, nó quen đấy mà. Thì mình thấy rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm clip về vị tướng này luôn. Mình có đọc comment về, mình thấy rất là nhiều bạn bình luận từ clip này qua là clip khác. Không làm thì nó ngại các bạn ạ, mà làm thì nó lại phê. Ui giời ơi, mình chơi con này khó chơi vãi luôn đấy các bạn. Cái chiêu 2 nó kiểu gì đó hơi khó khó các bạn ạ. Mình cảm giác nó hơi khó, nhưng mà thôi, lỡ các bạn yêu cầu nhiều quá rồi thì thôi cho nó phế như con dế cũng chơi nữa. Tại vì, trời ơi, chiều fan là cái nghề của mình mà các bạn. Các bạn thích làm thế nào thì mình sẽ xào như thế thôi. Không việc gì phải ngại cả. Đúng không mọi người, hợp lý không? Hợp lý quá đi chứ đùa. Giờ này mình sẽ đi rừng nha mọi người. Lúc đầu thì bạn cũng không, mình tưởng bạn ấy đi rừng ấy thì mình sẽ đi top. Còn bây giờ bạn ấy đường đi đường top thì mình sẽ đi rừng. Nói chung là mình cũng không ấy đó. Và đặc biệt thì có khá là nhiều bạn, 1-2 bạn ấy, không phải nhiều đâu, nhưng mà mấy bạn hỏi kêu cái nick chính của anh vẫn chưa lên cao thủ à. Thì mình xin giải thích như thế này. Các bạn có thể thấy trong những cái clip trước đây của mình ấy, các bạn có thấy mình chơi con này không? À không phải, chơi cái nick này không? Có làm clip trên nick này không? Không đúng không? Không, có nghĩa là mình không chơi ở trên nick này thì không chơi thì làm sao mà lên rank được? Mấy bạn cứ hỏi kỳ cục. Còn mình chơi cái nick em phê quá cái kìa. Nhưng mà bây giờ thì nó đã lên cao thủ từ cái thời nào rồi. Thì mình hay làm clip trên cái nick đấy. Còn cái nick này hiện tại bây giờ đang ở tinh anh 4 nha các bạn. Mình sẽ cố gắng gọi là đánh từ từ đến cơ thủ. Không biết gì gấp cả. Trời ơi, dăm ba cái game mà đơn giản thôi. Cái gì khó chứ, lên cao thủ thì nó đơn giản. Lên thách đấu thì mình không lên được. Nhưng mà lên cao thủ thì trời ơi, quá là bình thường như con đường hộp sữa. Chủ yếu là cái nick này mình ít chơi vì nhiều người họ chơi nhiều các bạn. Rất là nhiều bạn hay cứ vào cái là anh Hào Hả khó lắm, nó bị áp lực vãi cả trường ra luôn ý. Thôi kệ, bỏ vấn đề qua một bên đi ha. Không, mình muốn giải thích cho một số bạn ấy, mấy bạn ấy hiểu. Không, mấy bạn ấy hay thắc mắc, hay hỏi này hỏi kia. Giải thích một lần cho mấy bạn ấy hiểu luôn, được chưa? Vậy là được chưa? Hài lòng các bạn chưa? Hài lòng rồi thì ăn like liền. Like liền, đăng ký liền. Giời, ngại ngùng làm gì nha. Chơi nó luôn nè. Cái chiêu 2 của vị tướng quân ca ấy, khi mà các bạn sử dụng chúng đúng không? Các bạn kích hoạt mà đối phương còn ít máu, kể cả quái hoặc là người cũng vậy. Đó thì nó sẽ đạt chết một cái gọi là lao vào chiêu 2 mà đánh một phát chết luôn, là hồi lại chiêu 2 luôn các bạn ạ. Đó. Thì con tướng này thì nó ra lâu rồi, chắc mình cũng chẳng phải gọi là nói nhiều về cái vấn đề gọi là chiêu thức của nó đâu ha. Trước đây mình cũng làm vài clip rồi, nhưng mà từ cái thời nó mới ra mắt cơ. Chứ mình con này cũng thấy, theo mình thấy nó khó chơi đối với mình các bạn ạ. Cả mình cảm thấy nó hơi khó chơi, đâm ra mình ít chơi lắm các bạn ơi. Vì thế nên con này mình cũng không có thuần thục cho lắm. Trang bị của nó ấy các bạn, mình lên trang bị y như trang bị của Nakaroth luôn, không khác cái gì hết. Đó, từ món đầu đến món cuối, kiếm chi thế mà nó né được kìa. Chiêu 2 của mình thật kỳ quá ha. Nói chung là lâu lâu chơi cái nó cứ kiểu như là nó lạ lẫm ấy các bạn. Giống như là nó không quen. Đù mạnh dữ hả? Tao biết thì con ngựa tao chơi luôn nè, chơi luôn nè, quấn luôn anh em. Quán chiêu 2 rất chuẩn, nhưng mà không dám bay vào các bạn ơi. Bay vào nó xào nó nấu luôn. Hết bất tử ơi, khi mà mình xuống ngựa ấy các bạn, mình sẽ được bất tử các bạn ạ. Đã lắm luôn á, cho tụi nó đánh thoải con gà mái luôn á. Nè anh Hảo nè em ơi. Hồn hít luôn à. Ui da, tao quá. Bảy rồi bảy rồi, lau đi ạ. Nó chơi trong cái bụi, mình cứ tưởng là hay hắc não bạn ấy cơ mà. Hay đã, con sời này đi đâu, tuyệt vời ông mặt trời các bạn ạ. Quăng cái chiêu 2 một cái trúng một người, bạn ấy tê như con dê luôn. Đấy, tê như con dê thì làm sao mà đỡ được, đúng không? Nằm ngay, sấp mặt ngay lập tức, về thành dưỡng sức luôn. Tại yếu của nó ra gió, nó mới cấp 3 đấy các bạn. Nó mới cấp 3, thế thì bạn chết chắc bạn ơi. Đủ, không đủ đam à. Không đủ đam các bạn ơi, oh man. Thanh niên còn Triệu Vân này, bạn ấy muốn chơi tớ à? Mình chưa có chiêu cuối, đây là có chiêu cuối này các bạn. Có chiêu cuối là phi ngựa thôi các bạn. Phi ngựa, lọc long nhong nhong nhẹ. Tuyệt vời ông mặt trời. Các bạn đang xem clip của mình, đăng ký kênh và like ủng hộ giúp mình với nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã gọi là xem clip của mình rất là nhiều. Đó, chúc cho các bạn sẽ có một buổi xem clip dư. Yeah. Bạn giúp mình hay là bạn cố tình ăn đây? Giúp luôn hả? Ok, con dê chơi nó. 2-2, ngại gì đúng không các bạn? Chơi luôn, ngủ khí, quất nó, chết mẹ.
Phùng chiêu, trời ơi, bay được con sâu này. Oh my god, tốc biến đến từ vị tướng Roker. Nhưng mà cái người ở lại đó chính là Triệu Vân. Với cái số lượng máu của mình và vị tướng Ngộ Không nhiều hơn hai bạn ấy rất là nhiều. Và mình đã hạ gục được một người, Roker chạy nhanh đấy. Bạn mà chạy chậm một giây là bạn rớt răng văng một đống với mình rồi. Cái pha đấy là mình xuống trên ngựa hơi chậm các bạn ạ. Xém nó thì chết, cũng may là có cái liềm. Thật sự pha đấy mình có liềm luôn. Nếu mà không có liềm pha đấy là mình chết trước khi xuống ngựa đấy. Trời ơi, hay hả, ơi sợ ơi. Quá khen. Bạn ấy khen mình hay đấy các bạn ạ. Trời, đồng đội nó phải khen nhau như thế. Các bạn đã không cái chuyện gì. Đó các bạn thấy không, mình đâu có gọi là ấy đâu, mình đâu có tự khen mình đâu. Đồng đội mình nó khen á, tem bạn nó còn phải khen mình nữa cơ mà. Chứ có phải là ra vừa đâu. Mấy bạn xem clip mấy bạn cứ coi thường mình ấy chứ. Nhưng mà đồng đội với cả tem bạn khen tới tấp ấy chứ. À đù, này thì đứng lại mà nhây với Hảo này. Ở đi đâu, à đù, 1-2 rồi. Trời ơi, tiếc thế với chịu. À, băng chủ giết luôn. Giết luôn, chết nè. Có liềm. À đù, mảnh nhớ. Ê, chiêu 2 mình cần hụt thế là thế nào nhỉ? Ở lại hụt nữa đấy kìa. Trời ơi, chúng cho ai, chúng chết nè. Trời. À, này thì teo ăn nát với chúng. À, rồi tham luôn, Hảo tham luôn, thâm đen xì như củ mì luôn. Mì, tham quá tham các bạn ơi. Và đấy mình tính ăn vì tưởng teo nát cho bạn, quăng cho hai chúng làm rồi. Tức thế biết cái chứ, buồn rơi nước mắt chảy nước mũi. Chúng nó cứ đi lên đi xuống ấy. Hỏi chấm cái gì, tôi tham. Trời khổ, mình là tham nhá. Tôi tham. Chứ không phải tôi nói cho bạn tham. Tôi nói tôi tham đó, Hảo tham, được chưa? Khổ quá, các bạn có hỏi chấm. Ha ha, được ha. Ừ, ha ha đi, tí nữa tôi chích cho một cái vào mông. Tôi đá một cái vào má. Tôi sút cho một cái vào người, là đảm bảo lúc đó là ở đó mà ha ha với chúng tớ. Không sao các bạn. À, có lẽ lâu rồi mình không chơi con này, đâm ra sử dụng với châu 2 nó hơi bị gọi là ẩu một tí. Từ từ mình quen đi, mình kể sự chuyện nhỏ quen ngay các bạn, chỉ cần chơi là 5 phút một cái là từ phút thứ 6 trở đi cái là mượt mà như gái 18 ngay. Quá ấy à, chả ấy chả chả được lắm. Lao ra nó quay lại nó phang mình luôn các bạn ạ. Thôi ôi, bạn ấy cứ khều khều mình như thế, nhưng mà làm ra con hàng này lại hụt cái chiêu 2 kìa. Mẹ tức thế nhở. Qua đấy mình trúng chiêu 2 là mình sẵn sàng, mình bay vào mình chích cho bạn ấy một cái rồi đấy, đảm bảo chích không khuê không tính tiền. Các bạn có thể căn cái chiêu 2 gọi là xài kêu làm sao mà quăng cái chiêu 2 vào mà one hit một phát là ngon luôn nha. Còn nếu mà không one hit được thì mình cũng không biết nữa. Trời đất luôn, sợ gì nhở. Bạn ra bạn đứng bạn cắn một cáo mà cào và xé là chơi tụi nó luôn đấy chứ. Ngán thì con rắn nào. Ô hàng vệ hãy xem tôi đây. Bèng đùng, chết nè, quăng cái chiêu 2 nè, chạy đi, chạy đi đâu con sâu này, double kill, hụt là hụt thế nào, làm sao mà hụt được đúng không mọi người? Hồi nãy mình chỉ giả bộ hụt thôi, cho các bạn chủ quan thôi, còn bây giờ thì, oh my god, quá chi sớm thế nhỉ? Giờ mình sẽ, mù đỏ kia, hàng về, à hàng về, về ra, ồ con hàng này đi đâu con sâu này, dẫn mặt với Hảo hả? Vâng, bạn tiếp theo đấy chính là vị tướng teo nát. Bạn ấy đang hướng ở trong chấu nhưng mà mình quyết định băng chấu luôn. Ê liều, bạn ấy mà chung chiêu 2 là bạn ấy toi với mình rồi. May là bạn ấy chạy nhanh đấy. Bạn chỉ chậm 1 giây là bạn gọi là quýu càng cua với tớ rồi nha. Hư nè, ôi rồi. Từ từ nha. Hello, quăng cái chiêu 2 này đừng đánh các bạn. Chờ vào cái thôi, đó, đánh sớm làm cái gì, lao vào sớm làm cái gì. Mình căn làm sao mà đủ thời gian cái là bay vào chích đó. Oh my god, này thì lau re với Hảo này đứng lại. Chà, ai ạ, thằng nào làm trái tới đây, à. Về ra với Hảo này, chết bạn nè, bảng hư nè, ai ạ. Theo ra làm bắn tứ à, ui ôi, thế này thì chết rồi. Này thì teo, oh my god. Thôi đi về. Ở bên dưới vị tướng Roker các bạn lộng hành quá kìa. Mình khá là bức xúc với anh Roker đấy nha. Từ đã, em đang tính ăn cái con bùi xanh nhưng mà thôi quay ra xử nó luôn các bạn. Xử luôn, không cho đẻ trứng. Này thì đứng đây mà nhây này, nó có chiêu cuối không ta? À không có chiêu cuối, nó chạy rồi các bạn. Nó mà có chiêu cuối nó sẵn sàng nó chơi mình ngay lập tức ấy. Mày tại vì mình mất chiêu cuối rồi mà. Mà mình cũng không rõ nữa nhưng mà mình nghĩ rằng nó mất chiêu cuối rồi. Chắc là nãy nó bật chiêu cuối là nó càn vào rồi đấy.
mình chưa có chỗ cuối, đâm ra pha đấy mình cũng hơi sợ sợ đấy, sợ nó quay vào nó chơi mình là cũng hơi thốn đấy các bạn. Vì thế nên ủa mới có 8 phút mà ăn 8 mạo luôn á. Cái này người ta gọi là đánh gọi là không hay là cũng phải hay các bạn ạ. Ê lèo ơi, chuẩn bị lên ngựa. Cà lọc. Ha 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 ha. Ta là đẹp trai tới đây, chạy đi. Yeah. À đủ, tráng à. Bùm. Sấp mặt các bạn. Không việc gì mà phải sử dụng cái chiêu luôn các bạn. Chỉ cần mà đứng trên ngựa thôi, quẩy cà lọc còn sang một quay là nó béo càng cua rồi. Chiếu Vân anh ơi, chết nè, hư nè. Tiếp theo là Lauria, chạy đi. Ủa, cái chiêu 2 của mình ngắn quá. Và đây mà nó dài hơn một tẹo là ngon rồi. Đứng lại coi nào. Ủa, con này nhìn tướng đẹp trai nhỉ. Ai à. Đứng ý, đứng trong nhà mà đúng không? Lao nhau đúng không? Mình pha đấy chưa có chiêu cuối đấy. Mình có chiêu cuối là mình cho bạn gọi là ở trong nhà cũng ngoẻo càng cua với mình chứ ở đấy mà sọc xạo hả? Bạn đừng có đùa với chúng tớ nhá. Đâu ai? Đừng có đòi mà dẫn mặt với cả đầu gấu nha. Đối với cả đầu gấu là chơi luôn anh em, chơi luôn, có chiêu cuối đây thì ngại ngùng làm gì. Ái bùm chiêu. Chạy. Ôi nghĩ chơi anh ơi. Anh ấy lao vào anh bổ cái thương vào đầu em như thế làm sao em chịu nổi. Người ấy phải thú đâu mà anh bổ như thế nhờ. Hello anh Roker nha. Đi đâu con sâu này. Chạy đi anh ơi. Đừng có đứng lại nha. Đứng lại là chết với em rồi. Chết em. Và đấy là nó không có đường về các bạn. Và đấy may ra có tốc biến thì may còn sống. Chứ còn chịu, không có cơ nào mà sống được. Cái thứ nhất là chiêu cuối hết này. Cái thứ hai là liềm không có này. Rồi cái thứ ba là đường không có đường về này, đường đi không có, tại vì chỗ đó đâu có gì đâu, quá buồn. Thôi kệ không sao, trời ơi, bỏ một mạng đúng không? Ủa, quay đi quay lại quất cho 12 kill, lòi mồm ra thế này cơ mà. Mấy bạn này đánh yếu thế nhỉ? Mình con này đánh gà vãi cả trưởng ra mà mấy bạn lại để cho mình lộng hành như thế này à? Wow, cái này là hơn nhau ở cái kỹ năng rồi các bạn, nó hơn nhau ở cái kỹ năng rồi các bạn. Mặc dù mình đánh gà đi gà nhưng mà cái kỹ năng của mình thì quá bá. Đứng lại. Chết nè. Quăng cái chiều. Anh Roker bình tĩnh ơi. Bình tĩnh anh ơi. Anh gì đó ơi. Anh cứ bình tĩnh thôi. Chuyện đâu còn có đó nhá. Cái khó thì cứ để anh Hảo lo. Chứ anh đừng có gọi là hấp tấp như thế. Hấp tấp như thế là em sợ. Em sợ là em trốn luôn đấy. Úi dồi ôi, Vera kìa, rơi răng văng một đống rồi kìa. Chơi nó. À đủ, anh đâu cơ, anh núp lùm à. Anh lại chơi theo cái phong cách gọi là trốn tìm mà. Úi dồi ôi. Và đấy là em không đủ tầm, quăng châu 2 đấy. Chúng châu 2 một cái là, ủa, cha mình đang đuổi theo cha bạn. Và cái kết bị cha bạn nó đánh cho sấp mặt kìa các bạn. Rồi, có châu cuối ở đây. Chơi luôn anh ơi, đúng rồi. Ai quá, cắn tuyệt vời. Này thì cắn tuyệt vời này. Adu chạy à, bật chiêu cuối để mà quẩy thôi anh ơi. Quẩy thôi anh em ơi. Bẹt, giỡn mặt với Hảo hả bừa ấy. Ghê chưa, các bạn thấy Hảo ghê chưa? 14 kill, ôi dồi ôi. Ôi ôi, xanh thế nhờ. Này thì vodka với Hảo này. Ôi, ghê chưa. Như này, ổn, chúng rồi đó. Thì là đã quá nha. Nó có chiêu cuối các bạn, Roker nó có chiêu cuối á. Bây giờ là tấn công qua tà thần là được thắng luôn này các bạn. Mình chơi là không chơi nên nhanh nha. Ăn mạng vượt thời gian thế này cơ mà. Kiếp tế chứ ai vậy? Vodka đấy. Vodka trong tay của mình đấy các bạn ơi. Nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ giúp mình với nhá. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bạn nào mà đăng ký kênh rồi thì có thể chia sẻ cho mình một phát cho nó máu lửa nha mọi người ơi. Để cho nhiều người xem cho nó sơm. Chơi lên vui chơi coi nào. Từ á mình về mình kiếm con bùa xanh cái đã nhá. Tại vì tốt nhất là có bùa trong người thì nó cảm giác nó không có sợ bị hụt hơi, hụt sức, hụt chiêu. Tại vì đang chơi mà không có mana thì cũng ấy lắm. Đứng lại. Tất cả Kukuja để cho vodka tới thể hiện. Chết mày nè. Bẹt. Giỡn mặt hả? Lao nhau với Hảo này. Ôi, chú hai hùng rồi. Ôi, nghỉ chơi coi. Thế mà nó không tha cho mình các bạn ạ. Đánh đến thế mà bạn ấy không tha cho mình. Bạn ấy phang mình luôn mới đau lòng rồi chứ. Thôi sao rồi, thắng luôn à? Thắng luôn không? Các bạn còn hai người.
mà team mình còn tới 4 người lận. Rồi Crazy tới luôn. Như vậy Laurea team bạn cũng đã chết. Rồi xong. Oh my god, thắng rồi các bạn ơi. Ok, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều đã kêu đỏ ra theo dõi clip của mình. Nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn mua nick thì vào đúng số của mình ở dưới phần mô tả video nhá. Đừng có mua shop linh tinh, cũng như đừng có lên Facebook tìm linh tinh nha, không là bị lừa đấy. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye.